Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SBTN DC chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng, lễ chào cờ tại Trung tâm Thương mại Eden và biểu tình trước Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam nhân ngày Quốc hận lần thứ 44 do Bích Phượng và Đậu Thành Vân thực hiện. Vào lúc 11:30 sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 4, 2019, cũng là một trong những chuỗi chương trình sinh hoạt tưởng niệm 30 tháng 4 lần thứ 44. Tại thường kỳ Trung tâm Thương mại Eden đã có một buổi lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Vì mỗi năm khi tháng 4 về, mang lại bao nỗi xót xa, uất hận cho những người con dân Việt Nam Cộng Hòa. Về một quê hương đã bị xâm lăng, giờ này dù trong âm thầm tại quê nhà hay công khai tại hải ngoại, quân dân Việt Nam Cộng Hòa tưởng niệm đến ngày tháng đau buồn của quê hương, tưởng niệm và tri ân những sự hy sinh cao cả của quân dân cán chính cảnh Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ miền Nam thân yêu. Tri ân và quan tâm đến những thương binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh một phần thân thể của mình cho Tổ quốc, nay đang sống những ngày tháng cuối đời trong âm thầm, nghèo đói và bệnh tật. Cũng có những đồng hương đến từ tiểu bang xa, và sau đó cộng đồng tại thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia, mọi người cùng nhau tham dự một cuộc biểu tình trước Tòa đại sứ Cộng sản Bắc Việt tại thủ đô Hoa Thành Đốn. Một chuyến xe bus hơn 50 chỗ ngồi không còn một chỗ trống. Có những hàng ghế phải ngồi 3 người và chưa kể đến những người đã đi xe tự túc đến công trường Sheridan tại thủ đô Hoa Thành Đốn để cùng nhau cất những lời đả đảo Cộng sản. Cộng sản Việt Nam hèn với giặc ác với dân thật to trước Tòa đại sứ. Đả đảo Cộng sản! Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị, đồng hương của vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia đang có mặt trước Tòa đại sứ Cộng sản để biểu tình ngày Quốc hận 30 tháng 4 2019. Đã đảo Việt Cộng bán nước. Mà trả lời cô phỏng vấn là tại sao chúng ta đây á? Với tôi đây là cái nghĩa vụ thôi, chứ chẳng có cái gì gọi là không có ai enjoy mà đi làm chuyện này trên. Mà nếu chúng ta không làm đó, thì ngày nào đó ai sẽ làm cho chúng ta? Mà 44 năm là khoảng thời gian rất là dài. Tôi hy vọng là đời tôi không phải đi làm tiếp như hàng năm nữa. Nhưng mà chúng ta làm đây là không phải cho chúng ta ở bên ngoài đây, là những người đang đấu tranh bên Việt Nam. Bổn phận chúng ta phải làm. Tôi có rất nhiều người nói tôi là phản động quá khích. Đây là cái câu trả lời để cho Thủ tướng cờ lờ mờ sợ là cái gọi thực phản động quá khích á, nó không có mỏi tay đâu. Lá cờ này vẫn còn, chúng ta chẳng bao giờ mở cờ trên. Đây là cái thông điệp gửi cho Thủ tướng Phúc Điện, whatever you call. Đá đảo Việt Cộng! Việt Cộng ăn cái giặc, ăn cái dân! Đá đảo Việt Cộng! Thêm vào rồi! Hơn 40 năm qua, chúng tôi đã góp sức với tập thể đấu tranh của người Việt quốc gia hải ngoại cho cuộc đấu tranh giành lại tự do độc lập cho đất nước Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng tôi đã quá hơn 70 tuổi rồi, đã già rồi. Tuy nhiên, với cái quan điểm là ngày nào Cộng sản chưa sụp đổ trên đất nước Việt Nam, tôi chưa chết, tôi còn sinh hoạt với các anh em tuổi trẻ, những người đồng lứa với tôi, trẻ tuổi hơn tôi, để tiếp tục cuộc đấu tranh tới ngày nào đất nước có thanh bình, thịnh trị, cơm no ấm và dân chủ tự do cho toàn dân Việt Nam. Đá đảo Cộng sản bán nước! Đá đảo Cộng sản bán nước! Sau 44 năm, Cộng sản không làm được cái gì cho người dân. Và hiện tại bây giờ đất nước tan hoang, người dân không còn cách gì để mà sinh sống được. Đau khổ vô cùng. Hôm nay lễ truy điệu của 44 năm ngày của tất cả những vị anh hùng, chiến sĩ, kể cả những vị vô danh đã tưởng tiết cho cái ngày quốc hận. Và hôm nay chúng tôi đến đây để cất lên cái tiếng nói cho bảo quyền Cộng sản hay rằng quý vị hãy rời bỏ cái chế độ của Cộng sản của quý vị đi, để cho người dân chúng tôi làm việc theo cái tự do dân chủ và dân quyền. Đã đảo Việt Cộng hẹn bây giờ các với dân! Ác với dân! Đá đảo Việt Cộng bán nước! Đá đảo!
Thì hôm nay là ngày 30 tháng 4. Đó là ngày, theo tôi, là một ngày đen tối của dân tộc Việt Nam. Khi mà Cộng sản họ tới, họ tràn ngập, họ chiếm miền Nam và họ thống trị toàn Việt Nam, thì đây là một ngày cực kỳ đen tối cho Việt Nam. Thì hôm nay là tôi nhớ ngày 30 tháng 4. Nhớ là không phải là nhớ gì, nhớ là nhớ tội ác Cộng sản thôi. Chúng tôi là Nguyễn Hùng Lân từ trên Richmond xuống đây. Chúng tôi nghe nói về vụ biểu tình này thì chúng tôi rất là xúc động. Chúng tôi phải tới đây để hợp tác với cộng đồng người Việt ở vùng Hoa Thịnh Đốn này. Tôi rất là bày tỏ cái việc là xin cảm ơn tất cả những người đã tham dự trong cái cuộc biểu tình ngày hôm nay để nói lên cái tiếng nói của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta không bao giờ chấp nhận Cộng sản. Và mặc dù đã là 44 năm, nhưng mà cái lòng mong ước và cái khao khát của chúng ta vẫn là sẽ có một ngày Việt Nam Cộng Hòa trở lại để mang về thật sự một cái nền tự do, dân chủ, phú cường cho đất nước và cho dân tộc Việt Nam. Ông nghĩ như thế nào khi ông thấy có những hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa đang có mặt tại đây? Đó là những cái người hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa để cho thấy rằng là cái cuộc chiến đấu này nó vẫn còn tiếp diễn. Đó, mặc dù những cái thế hệ chúng ta sẽ ngã xuống và qua đi, nhưng mà những cái thế hệ của Việt Nam Cộng Hòa vẫn sẽ tiếp tục và tiếp tục cho đến khi nào mà cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên quê hương thân yêu của chúng ta. Tôi từ Richmond lên đây hàng năm, năm nào cũng vậy, tôi phải trở về lại đây để biểu tình đòi lại đất nước. Và tôi là một cựu quân nhân sư đoàn 18, bộ binh, đã từng chống chọi Việt Cộng. Tôi biết Việt Cộng là tập bọn hàng hèn. Đó, thành ra chúng tôi hàng năm phải tưởng về đây để làm những công việc này. Human Rights Forum. Đã Cộng sản. Kính thưa bác sĩ, mỗi một lần mà có biểu tình trước tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam đều có mặt của bác sĩ. Tại sao? Tôi nghĩ rằng đó là cái bổn phận của một cái người đi đấu tranh, và chúng tôi luôn luôn sự hiện diện để đồng hành cùng tất cả những đồng bào đã kiên trì trong suốt 44 năm qua và để nói lên tiếng nói hỗ trợ đồng bào trong nước. Cái lý do là chúng ta phải tiếp tục đấu tranh. Không phải là tôi làm chủ tịch cộng đồng tôi mới đi biểu tình, mà trước đây mấy chục năm tôi vẫn đường đi biểu tình. Thì bây giờ tôi không làm chủ tịch cộng đồng, tôi phải làm cái nhiệm vụ công dân, cái nhiệm vụ đóng góp để làm sao lật đổ cái chế độ bạo tàn của Cộng sản. Thành ra cái lý do tôi ở đây là cùng với cô bác, và cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ chung. Thành ra để trả lời cái câu hỏi vắn gọn là ở cái cương vị nào mình cũng phải làm cái bổn phận thương nước, ở cái cương vị nào mình cũng phải đấu tranh cho tự do, dân chủ cho Việt Nam. Cuộc biểu tình đã được chấm dứt vào lúc 3 giờ chiều. Bích Phượng tường trình trước Tòa Đại sứ Cộng sản thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày Quốc hận 30 tháng 4 2019. Kính thưa quý vị, phóng sự cộng đồng vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sptn.tv. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và mong gặp lại quý vị vào kỳ tới.